Đây là Lan Bạch Nhạn. Lan thuộc chi lan hoàng thảo, nhóm lan rừng. Ngoài tên bạch nhạn thì lan này còn có tên là hoàng thảo bạch nhạn, hạt dáng hương bạch nhạn. Hoa nở có màu trắng, đôi lúc có pha chút màu phớt hồng. Hoa nó có hình thù giống con chim nhạn, người ta gọi nó là bạch nhạn. Rễ và hình dạng của hoa lan cũng dài và rũ xuống dưới. Lan bạch nhạn có mùi rất thơm. Lan bạch nhạn ra hoa vào khoảng tháng 6 đến tháng 8 âm lịch. Có một số nơi lan này ra hoa vào dịp gần Tết.
Tôi rất thích loài hoa lan đẹp và thơm nàng.